start, nhưng option language chỉ có 5 ngôn ngữ thôi các bạn ạ. Anh nghĩ gì nhỉ? Xem test này, chắc là sẽ chậm chút nhá. Hay sẽ nhanh nhỉ? Screen shake màn hình dung. Ở cái vụ này nữa cả. Skip tutorial. Có lẽ mình sẽ không skip. Thanh. Reset setting. Interface. Show menu. Display tab. Get AFD. Sleep fight. Mission mode. Way mode. Thế thì cái game này thì mình cũng chỉ biết là nó là game hành động kiểu 2D platform thôi, chứ thực ra thì mình không biết chơi nó như thế nào cả. Và cái này thì không có bằng chuột à, có bàn phím nữa các bạn. Co mode, shock mode, first mode. Ready. Rồi cứ vào thử ấy nhỉ. Cứ vào new game. Bento chan. Đây, đúng kiểu hành động 2D đấy các bạn. Rất đặc trưng đúng không ạ? Shizuka, please don't do this. Đây rồi, mình sẽ thử chuột một tí nhá. Con chuột thì không dùng được rồi. Cái này chỉ chạy thôi à? Hả? Rồi, gặp boss rồi. Hold A and break chuột. Attack. Dùng chuột được các bạn ạ. À. Giai đoạn này nó mới dùng chuột rồi. Khá thú vị luôn à. Ấy à, còn có crit down nữa. quay G là tua nhanh những đoạn hội thoại các bạn. Đúng rồi, lại là đặc trưng của những cái tựa game platform. Âm nhạc luôn được đầu tư rất kỹ lưỡng. Tựa game này mình thấy giống dành cho con gái hơn các bạn ạ. Ôi, crit K8 đang. Như thật vậy. Không có thể chơi gì khác nhỉ? Boss à? Ui, đồng thế. Press spike to hold. Cái gì à? Relay spike. Kinh vậy. Từ chiều các bạn ạ. Ôi. Sổ ôi. Kinh không? Full scan, mình thử lại bạn nhé. Đó. Không xài spike nữa các bạn ơi. Phải xài được một lần thôi, không phải xài mãi được, cái chiêu nó bá đạo quá mà. Được rồi, giờ là đến cơ chế phiêu lưu theo tầng. Hả? Không có gì hết à? What the heck? Ai đây? Satoshi. It is done. Vừa đến cái lăn đùng ngã ngửa đang bắt tập phát. Ôi, xong rồi.
chưa skip. Này này, chị ơi đây, đi xem thử tí nhá. À, chị lại intro game rồi à? The heck, nãy giờ 500 mê. Với dòng game 2D kiểu này thì cốt truyện của nó sẽ rất là dài các bạn ạ. Nên chúng ta các bạn có thể yên tâm là có thể chơi được thoải mái tựa game này. Quá đảo thì mình nghĩ cũng bắt đầu sẽ mất tốn thời gian đấy. Các bạn có thể ấn G nhé để tua hẳn qua luôn. À, bắn súng à? Có mù này nhỉ? Nãy mình chỉ được chém thôi mà. Như đây. Này dễ không khó lắm đâu các bạn nhỉ? Charger mode. Gì vậy? Đặt thế đấy. Đặt tường các bạn. Nhưng mà thiết kế như hay à? Nó làm mình nhớ tới những cái game mà mình chơi hồi bé tí ấy. Như kiểu Ninja Rùa hay là Nacha Cứu Mẹ ấy. Con cha các thứ ấy. Trong game 2D này. Chỉ có cái là nó không nói chuyện nhiều như thế này thôi. Làm game mình được làm xong cho nên là cái cốt truyện nó được đầu tư hơn. Như vậy là cái phần nói chuyện của nó nhiều hơn so với những cả cái game trước đây chúng ta từng chơi. Ninja Rùa các thứ ấy. Cái game này thường nó phổ biến nhiều nhất là ở trên cái điện tử tay bấm nhá các bạn. À, nhảy được rồi. Thế đấy. Ra thêm vũ khí nhỉ? Mana. Ơ, à, sao lên đây nhỉ? Cách nào đó để qua mình không biết các bạn. Này thì không nhảy lên được. À đây rồi. Ơ, ừ, không phải à? Thì thế nào mới đúng nhỉ? À đúng rồi, đứng ngang bằng nó thì mới bắn được các bạn. Một cái nữa là cái này. Làm sao để bắn nhỉ? À, cái tường vàng là bắn xuyên được các bạn ạ. Ui. Cái game này nó còn có cái yếu tố giải đố nữa các bạn ơi. Hay là mọi thứ đơn giản rồi, còn gì khó khăn nữa đâu.
tường thì sao bắn xuyên được nhỉ? Thôi lát nữa tí. À đây. Các bạn ơi, khá là dễ các bạn ạ. Đủ năng lượng cho cái ô này là chúng ta có thể qua được màn các bạn. Nó sẽ mở cửa chúng ta. Đó. Ôi da, nó chạy mất. Không để con nào lọt cả. Con nữa. Xuống đây bắn nhỉ. Đúng rồi. Cái này cũng dễ chơi nhé. Hả? Dash active. Đang số mấy để gọi ra đây? À, quay. Né được các bạn ạ. À? Mua bali. Nếu mình xoay vào người nó là có đau không kìa? Không có à? Cái chỉ để né thôi các bạn ạ. Crit đam mẹ áp đi. Thế rồi, đó là một chút về lối chơi của tựa game Cross Code. Sau nó thì chúng ta còn đi phiêu lưu đánh boss nữa cơ. Cái quá trình này chúng ta đơn giản chỉ là đang luyện tập mà thôi. Mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download cài đặt cái tựa game Cross Code rồi. Các bạn có thể download cái tựa game này về để có thể giải trí những lúc mà chúng ta cần thư giãn. Game rất là hay đúng không nào. Thì chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel, như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.